Akasus có thể anh em video review Sirius FE với phần đèn trước lắp đặt quả tiết LED Audi kết hợp LED OLED, phần đèn tay lái lắp đặt bao tay Rizuma kết hợp gù LED tay lái và gù LED motor GET bên ngoài. Phần bao tay các bạn có thể giữ lại bao tay zin và các bạn đang thấy bao tay kiểu Rizuma như trên video đang xem. Và phần LED gù tay lái và gù LED motor GET các bạn có thể chọn trong các màu trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Ở video bạn đang xem LED gù tay lái màu xanh dương, gù LED motor GET màu vàng, hoạt động hai chức năng đờ mi xi nhan. Và toàn bộ hình ảnh khi chưa lên đèn. Khi bạn mở công tắc đờ mi LED Audi cùng với LED gù tay lái sáng đèn ở chức năng đờ mi. Phần quả tiết LED Audi, màu sắc LED và số lượng bóng OLED trên một đèn, các bạn hãy tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Ở video bạn đang xem LED Audi màu trắng kết hợp hai bóng OLED màu đỏ. Và tất cả những bóng OLED khi lắp đặt tại shop sử dụng cho các bạn bóng OLED thế hệ đời mới với đặc điểm nhận dạng sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng OLED khi ở chế độ đờ mi lẫn xi nhan. Khác hẳn những OLED đời trước, khi bạn mở đờ mi chỉ sáng 3 ngăn bên ngoài, khi bạn bật xi nhan mới sáng ngăn ở giữa. Đó là đặc điểm nhận dạng của OLED thế hệ đời cũ. Riêng với OLED đời mới này, các bạn nhìn rõ trên video, sáng đầy đủ 4 ngăn khi ở chế độ đờ mi lẫn xi nhan. Lúc này hai bên đèn đang sáng ở chế độ đờ mi. LED Audi cùng với LED gù tay lái sáng đèn ở chế độ đờ mi. Khi bạn bật xi nhan, phần tay lái hiển thị xanh dương và vàng, chớp tắt làm tín hiệu xi nhan. Phần LED Audi bên dưới chuyển đổi sang vàng là tín hiệu xi nhan như bạn đang xem trên video. Và đây là phần tay lái ở chế độ xi nhan. Các bạn thấy nhớ rõ ban đầu ở chế độ đờ mi LED gù sáng màu xanh dương. Khi bạn bật xi nhan, gù LED motor GET màu vàng cùng với LED gù tay lái màu xanh dương chớp tắt làm tín hiệu xi nhan. Bên còn lại vẫn sáng đèn ở chế độ đờ mi. Các bạn xem rõ bên trái màn hình của các bạn, LED gù sáng đèn chế độ đờ mi. Bên phải màn hình LED gù sáng đèn ở chế độ xi nhan. Phần Audi bên dưới các bạn thấy rõ đổi màu khi chế độ xi nhan. Tương tự phần xi nhan còn lại. Và tất cả LED gù được làm kín hoàn toàn từ bên trong, các bạn có thể đi mưa và rửa xe bình thường. Khi bạn tắt xi nhan, LED gù chuyển về chế độ đờ mi. Ban ngày khi các bạn chưa bật công tắc đèn đờ mi, các bạn bật xi nhan, các bạn thấy rõ phần Audi sẽ hiển thị màu vàng chớp tắt làm xi nhan. Phần tay lái vẫn chớp tắt làm tín hiệu xi nhan. Video review Sirius FE với phần đèn trước quả tiết LED Audi kết hợp LED OLED, phần đèn tay lái tháo bỏ bao tay zin lắp đặt bao tay Rizuma kết hợp LED gù tay lái cùng với gù LED motor GET. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.